Bà đang rất buồn vì tình cảnh bây giờ. Ai? Hai mau. Mày chia tay với Mirai rồi hả? Chuyện của tao á, tao không mượn mày quan tâm. Điều đơn giản mày cần biết nhất là tao đã đứt con Mirai rồi. Mày có độc ác quá không vậy? Mày nhìn là mày đi, đủ tư cách để nói hai từ đó. Nè, cảm ơn ba nha. Sao mà tan học rồi mà bà không về đi mà ở đây? Do dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên mọi người hơi mệt. Tôi để không gian riêng cho mọi người thoải mái một chút. Ừ, đúng là thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra thật. Lúc trước tôi nghĩ Sài Gòn là nơi khỏi sống, nhưng thích ẩn dân thì cũng sẽ quen. Bây giờ tôi mới nhận ra xã hội này khó sống thật. Đâu đâu cũng đầy rẫy khó khăn. Hồi nhỏ thì tôi luôn muốn lớn lên để đi làm kiếm tiền, giúp đỡ gia đình. Nhưng mà khi lớn rồi thì thoảng tôi lại muốn mình nhỏ lại để mà đỡ phải lo nghĩ nhiều. Nhìn thấy cảnh bạn bè xảy ra chuyện như vậy, tôi không làm được gì. Cảm giác khó chịu lắm. Tôi biết bà đang rất buồn. Thay vì bà nghĩ đó là một khó khăn á, thì hãy xem đó là một thử thách. Nó có khác gì nhau đâu? Khác chứ. Khác ở cách bà tiếp nhận nó. Nếu bà xem đó là một thử thách á, thì bà sẽ có tinh thần chiến đấu hơn. Giống như con diều vậy, ngược gió thì nó sẽ bay lên bầu trời. Anh ạ. Bà nói hay lắm. Tôi thường thấy ba ít nổi nên không nghĩ ba suy nghĩ chỉnh chắn như vậy. Quen thôi. Từ nhỏ đến giờ tôi phải lăn lộn ngoài đường, mềm yếu hay là yếu đuối gì đó cũng đâu được gì, phải lạc quan lên mà sống. Tôi ngưỡng mộ ba ghê. Người như tôi có gì đâu mà đáng ngưỡng mộ. Có chứ. Trong nghịch cảnh như vậy mà ba vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Đâu phải ai cũng làm được như ba. Tôi phải học hỏi theo ba mới được. Phải lạc quan lên. Đúng rồi đó. Cho dù có chuyện gì đến đi nữa, mình cũng phải lạc quan. Mình phải mạnh mẽ để bạn bè không cảm thấy áp lực. Những lúc như thế này, chúng ta phải làm điểm tựa để bạn bè cảm thấy an tâm. Hiểu chứ? Ừ. Thôi, con đi về mạnh khỏe nha. Dạ. Rảnh rỗi thăm cô với Thiên Di nha. Dạ. Chỉ cần cô và Thiên Di đồng ý thì ngày nào con cũng muốn qua thăm. Ừ. Cô với Thiên Di lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón con đấy. Dạ. Cô có điện thoại, hai đứa nói chuyện nha. Ồ, dạ. Nghe điện thoại nhé. Dạ, dạ. À, em nè. Dạ. Sắp tới không biết có ngày nào em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn. Trời anh ơi, đó giờ anh toàn giúp em không à. Lần này để em mời anh cho. Hay là cuối tuần này mình đi luôn được không? Cuối tuần này anh rảnh không? Cuối tuần này hả? Anh rảnh. Bởi vì Thiên Di đã mời thì cho dù là sáng, trưa, chiều, tối lúc nào anh cũng rảnh hết. Ok, vậy cuối tuần nha. Ủa? Chị Thiên Di? Ủa? Kim? Phong? Hello mọi người. Anh chào chị. Ủa, Kim, sao nhìn mặt em mệt mỏi xanh xao vậy? Em bị bệnh hả? Không có đâu. Em đi nắng cả ngày nay á, chứ không có gì hết á chị. Ở nhà chị còn có một chút đồ bổ kìa, để tí chị mang qua cho em nha. Dạ, không cần đâu. Ý quên nữa. Anh Ricky đây là bạn của em, Kim, còn đây là Nam Phong, còn đây là anh Ricky. Chào em, cô gái xinh đẹp. Chào anh. Bây giờ anh có việc phải đi, chắc là không nói chuyện mọi người được rồi. Thôi tạm biệt mọi người nha, hẹn hôm khác. Bye anh. Bye em. Bye. Quên nữa, hồi nãy chị ở trong phòng thu á, chị thấy tin nhắn của Mirai mà chị chưa kịp check nữa. Không biết có chuyện gì không nữa, hay chị qua nhà nó hỏi thăm thử coi ha. Chắc không có gì đâu chị. Có gì em về hỏi Mirai, rồi quan trọng thì em nhắn chị nha. Cũng được. Ủa mà Kim ơi, chị lo cho em quá à, nhìn em mệt lắm luôn á. Có phải là dạo này do tụi em vừa học vừa làm cho nên bị kiệt sức đúng không? Bây giờ về nhà đi, ăn ngủ nghỉ cho điều độ vô,
mới có sức khỏe vui vẻ làm việc lại. Ok không? Dạ em biết rồi. Cảm ơn chị. Thôi không có chi. Thôi chị về nhà nha. Bye bye mọi người. Dạ em chào chị. Bye. Thôi để anh đưa em về. Dạ cũng được. Anh Nam Phong thích chị Thiên Di sao? Nhưng mà không phải. Bạn bè bình thường cũng có thể nhét hình trong bóp mà. Giống như giờ mình nhét hình nhóm sắc màu trong bóp vậy đó. Nhưng mà anh Nam Phong lại chỉ nhét hình chị Thiên Di thôi, chứ không phải là hình nhóm. Không phải. Chắc là có nguyên nhân gì đó. Không nên đoán bừa. Kim, bà đi đâu sớm giờ vậy? Tụi tôi lo lắm á. Sao bà lại tắt máy? Tụi tôi sợ bà nghĩ quẩn không đó. Có chuyện gì á thì mình phải cùng nhau băng bạc, chứ lần sau bà đừng có đột nhiên mất tích như vậy nhá. Tôi biết rồi. Không có lần sau nữa đâu. Tôi biết á, là gia đình ba có chuyện khiến ba không vui. Nhưng mà thôi, ba đừng lo nữa. Khi nào á cũng có tụi tôi ở bên cạnh ba mà. Đúng rồi đó. Có gì thì ba cứ nói tụi tôi nghe hết mà. Tôi biết rồi. Tôi không sao đâu. Có thật là ba không có gì không đó. Tôi thấy ba vẫn còn buồn lắm nha. Mà ái á, ác nhân ác đức xé cái clip đó lên trường mà khiến cho mọi chuyện âm ỉ như này á. Tôi nghĩ là nhóm superstar chứ không ai hết á. Ủa, bà nghe tụi nó nói hả? Không, nhưng mà cần gì phải nghe. Ngoài cái nhóm đó ra, đâu có ai mà làm mấy trò này. Có lý á. À, đúng rồi. Ba muốn ăn gì? Tối nay tôi sẽ đích thân vào bếp nấu cho ba mấy món ăn ngon luôn. Thôi, tôi xin bà nếp. Bà muốn giúp Kim á, thì bà đi rửa chén. Còn nấu ăn để tôi. Kim đã buồn rồi, ăn món ăn của bà vào vừa buồn mà vừa đã bụng rồi đó. À, bà có cần tôi làm gì không? Tôi làm phụ cho. Không có gì hết. Bà chưa chấp bài phải không? Để tôi chép cho ha. Rồi có cái gì không hiểu á thì hỏi tôi chỉ lại. Tôi biết bà đang rất buồn vì tình cảnh bây giờ. Nhưng mà thay vì bà nghĩ đó là một khó khăn á, thì hãy xem đó là một thử thách. Nó có khác gì nhau đâu? Khác chứ. Khác ở cách bà tiếp nhận nó. Nếu bà xem đó là một thử thách á, thì bà sẽ có tinh thần chiến đấu hơn. Giống như con diều vậy, ngược gió thì nó sẽ bay lên bầu trời. Đặt rau thôi mà, làm gì mà lâu vậy trời. Vừa trưởng thành, vừa tâm lý. Đúng là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái mà. Ai? Ai vừa trưởng thành, vừa tâm lý hả? Hết hồn à, bà ra đấy hồi nào vậy? Vừa đủ để nghe câu thủ thỉ của bà lúc nãy đó. Khai mau, bà để ý ai rồi chứ gì? Không có nhá. Con đang đi học mà, để ý mẫu bà để ý. Không có. Thật không? Thiệt mà sao lớp 3 lớp 4 bối rối vậy trời. Chà ơi, tôi có bối rối mà tôi bình thường đi mà. Bình thường? Ồ, rồi bình thường, bà nhìn cái đổ rau của tôi xem. Cậy hả? Mỗi lần mà bà ngại hay nói xạo thì cái rổ rau của tôi không khác gì cho heo ăn hết á. Cũng biết sao ra vậy nữa. Mà thôi, rau hư rồi, thôi để tôi ra chờ mua lại rau mới cho ba nha.
khả nghi lắm mà nha. Chắc chắn là nó có gì giấu mình. Điều tra thôi. Ken. Gì? Mày chia tay với Mirai rồi hả? Sao? Đừng nói là nó tới tìm mày rồi khóc bù lu bù lo nha. Rồi giờ sao? Tìm tao để đòi lại công bằng cho nó hả? Có thật là mày chia tay nó chỉ vì tiền không? Tao nhớ là mày cũng đâu có khó khăn tới mức đó. Hay là mày lại ngựa quen đường cũ, cá độ cho tới mức thiếu tiền rồi? Chuyện của tao, tao không mượn mày quan tâm. Điều đơn giản mày cần biết nhất là tao đã đích con Mirai rồi. Con nhỏ nó dễ thương, hiền lành, yêu mày như vậy. Nếu như mà hết yêu á thì chia tay, ok tao đồng ý cái vấn đề đó. Nhưng đằng này mày chia tay người ta chỉ vì vấn đề là nhà người ta phá sản. Mày có độc ác quá không vậy? Mày nói tao độc ác à? Mày nhìn lại mày đi, đủ tư cách để nói hai từ đó không? Không phải là ngay lúc đầu á, mày tán con Kim á vì mục đích là chơi cho vui, tán xong rồi bỏ, rồi cho bỏ ghét thôi mà. Rồi bây giờ động lòng muốn bảo vệ chị em nữa hả? Nói gì đi chứ, đúng tim đen rồi. Nếu tao là lương thì mày cũng là trạch thôi. Hai thằng như nhau. Chuyện của tao tao không mượn mày quan tâm. Nếu mà tìm tao vì cái chuyện anh em á thì tao sẵn sàng giúp đỡ mày, sẵn sàng nói chuyện với mày. Còn vì gái gú á, bye. Mà mình rung động vì con nhỏ đó thiệt sao ta? Nhanh mấy bà ơi, trễ giờ học rồi đó. Lizzy, nhanh lên nè. Tôi biết rồi. Ra đóng cửa đi học nè. Cái đồng hồ chết tiệt này, tự nhiên hứa làm tụi mình dậy trễ. Nhanh Lizzy ơi. Mẹ,